Mỗi người chúng ta mỗi ngày, người tu tịnh độ phải thường nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Nhớ, vừa nghe chỗ này một cái là mình đề xướng niệm Phật liền, quý vị. Nhưng Đức bây giờ chia sẻ với môn tịnh độ là mục tiêu là chúng ta gầy dựng niệm Phật và tín nguyện kiên cố. Đã là tín nguyện niệm Phật kiên cố rồi thì chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ tu tịnh độ này cả đời không bao giờ thay đổi, chắc chắn luôn. Mình là rất dễ giải đãi là vì sao? Vì nó dẫn mình đi một vòng xa quý vị, nên mình bây giờ cô động cái chuyện nhắc niệm Phật thôi. Và hai thời công phu sáng tối ở nhà không được giải đãi. Vì hai thời công phu này là lót cái nền tảng cho chúng ta niệm Phật. Nhớ nghe. Quý vị biết rằng là những đức làm tượng Phật suốt luôn tặng cho quý vị. Và những người mình đem tượng Phật mình gửi cho người ta, mình có chỉ người ta thỉnh tượng Phật về thờ sao không sao. Thỉnh tượng Phật về thờ, rồi mỗi ngày thờ khóa tu làm sao. Nhớ, mình chỉ dẫn người ta cái lợi ích khi thờ tượng Phật lớn dữ lắm. Cái lợi ích khi thờ tượng Phật ở gia đình thù thắng lắm. Mỗi ngày mình được nhìn Phật Bồ Tát, mình được niệm Phật lễ Phật tại gia. Mình chưa đi đến chùa là nhà mình đã có ngôi Tam Bảo rồi. Con cháu mình cũng nhìn từ đó mà được ảnh hưởng luôn. Từng đời gia đạo thịnh vượng, tốt đẹp. Nên mỗi một người mình gặp được Phật pháp, gặp ngay pháp môn tịnh độ, có thời khóa tu áp dụng tại gia. Nên bây giờ như Đức nói rằng từng trang chia sẻ Phật pháp để cái buổi đầu tiên là thời khóa tu, để mỗi một người vô coi đều bấm cái thời khóa tu để cùng tu chung. Mỗi ngày niệm Phật, khuyên người niệm Phật là việc đặc biệt thù thắng. Khi chúng ta nghe như vậy là cái miệng mình nhớ Phật, niệm Phật liền. Dù mãi về sau đi chăng nữa, bất cứ một người nào nghe một cái là đề xướng niệm Phật liền. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Thường nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Đây là người đại phước báo nhân duyên, tâm thường an, chí thường sáng. Chắc chắn pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng. Nhưng vì sao nhiều người tu bỏ cuộc? Vì không gầy dựng tín nguyện. Nếu như gầy dựng tín nguyện niệm Phật là chắc chắn không bao giờ bỏ cuộc. Mà người gầy dựng tín nguyện niệm Phật thì không bao giờ có chuyện hơn thua đấu đá, ganh tị đố kỵ, hẹp hòi ích kỷ. Không có cái chuyện mà cái tâm mà nghĩ mình làm nhiều người ta làm ít gì, so đo tính toán, bực bội, khó chịu. Tại vì họ quên cái chuyện mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu như họ nhớ họ là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, làm gì có cái tâm này, có cái tâm tính toán so đo. Mình nghĩ mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc thì tự nhiên tất cả cái khổ gì trong cuộc đời này đều là nền tảng để giúp cho mình phải sanh cực lạc, đúng không? Chắc chắn 100%. Và mình quyết chí đời này mình sanh cực lạc thì tất cả những việc thiện trong cuộc đời này mình làm, mình sẽ hưng khởi cái tâm làm. Dù bị người nói này nói kia, mình không bao giờ buồn. Mình không bao giờ nói câu ô tôi làm bao nhiêu việc tốt mà giờ còn nói này nói kia nữa trời. Mình không có nói gì, hiểu không? Vì mình nghĩ cuộc đời này phải gì thì mới nói là ngũ trược ác thế. Nếu cõi đời này mà không có gì sao gọi là ngũ trược ác thế quý vị?
Cõi đời này như vậy mới gọi là ngũ trược ác thế. Trược ác. Bị làm thiện họ cũng cười, bị làm ác họ cũng cười. Ở cõi đời này là như vậy. Nên khổ không thể nào nói hết, đúng không? Còn cực lạc đâu có như vậy đâu, nên tiếng khổ còn không nghe, không chỉ là có khổ. Nên mình sống trong đoàn thể này kia, mình không cần tính toán so đo với họ làm gì. Mình cứ làm cái cương vị mình thật là tốt, rồi tất cả những vị trưởng đoàn, những người dẫn được đi tu, nỗ lực làm việc này. Nhất là mùa hè nè quý vị, mùa hè nhiều người con cháu được nghỉ hè, người ta được có cơ hội được đi tu. Mình á, những vị trưởng đoàn nên rủ nhiều người đi tu. Cuộc đời này nhiều kiếp nạn, phải nhiều người tu thì kiếp nạn quá dài bớt đi. Nỗ lực làm việc này, cực lực nỗ lực làm việc này. Đưa những cái số điện thoại, những cái tiếng xe của mình ở địa điểm nào đưa lên mạng. Mở rộng ra đưa lên mạng. Mạng truyền thông bây giờ phát triển. Ở địa điểm nó muốn đi chùa dịp lễ Chí Quan Âm thứ bảy, cộng tu chùa mới, chủ nhật cộng tu hộ pháp, hay là thứ bảy lớp đạo làm con, đưa số điện thoại lên trên mạng, phổ biến rộng ra. Hoặc là mình in những cái tờ giấy về cái tuyến xe, số điện thoại, rước người, in ra một tờ giấy. Có gì quý vị đi đến chùa, như Đức thông báo cái địa điểm đó đó, quý vị nào muốn đi đưa cho tờ giấy. Rồi quý vị rủ nhiều người, ví dụ như trưởng đoàn dẫn đi, những người đi rủ thêm người đi, những người đi rủ thêm người đi, người đi kia rủ thêm người đi, nhà này rủ thêm nhà kia đi. Từ từ lăn cặn, mở rộng ra, rủ nhiều người đi chùa, đi nghe pháp, đi niệm Phật, để cởi mở tâm tư, để sống tốt, sống thiện. Mở ra vậy đó thì tức khắc nhiều người được đi chùa, cơ hội đi chùa, người già được cơ hội đi chùa, những người mình thấy người ta buồn khổ chán nản, rủ ta đi chùa, tôi bao tiền xe chị đi luôn, đi thử lần đi, cho ta đi lần cái ta vui, ta vui rồi mai mốt tự ta đi luôn, phát tâm đi theo mình luôn. Đây là việc tốt quý vị, đây là cái việc quá tốt để giúp người ta mà mình nỗ lực chân thật mình làm đó. Những đức chia sẻ gì đó, ví dụ như 19 tháng 6 này là Chí Quan Âm 4 ngày. Lễ Chí Quan Âm Bồ Tát. Hình như là nằm vào thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Nên từ nơi đó mà 4 ngày lễ Chí Bồ Tát Quán Thế Âm. Bây giờ là mình đã sắp xếp rồi. Mà Chí Quan Âm đợt này là ngay dịp hè. Nên chúng ta phát động chương trình lên để những đứa đưa lên cái lịch sớm một chút, để cho nhiều người bây giờ chuẩn bị được rồi đó. Trưởng đoàn đồ này kia rủ người đồ này nọ chuẩn bị, rồi miền ngoài đồ này kia chuẩn bị. Vì nhớ cái chỗ mà rất đông người cùng tu thì cái quay lực vẫn là mạnh. Nên tất cả những vị, mỗi một vị trí, thí dụ như mượn chùa đồ này kia để mà mình tổ chức khóa tu, nhớ phải luôn luôn duy trì được mình nha quý vị. Phải duy trì được cái tín nguyện niệm Phật của mình. Đừng để người ta xoay chuyển mình, nghe không? Đừng để người ta xoay chuyển mình. Mình phải gây dựng được tín nguyện niệm Phật, con đường của mình đi mình phải duy trì cho mạnh. Giúp người nhưng mình luôn luôn duy trì. Không để cho người ta xoay mình. Nếu như người ta say mình, ta nghiêng viết từ từ, mình nghiêng qua cái tu hướng khác luôn. Hoặc mình gần, mình nghe viết này kia viết, mình dao động tâm niệm Phật rồi mình thất bại.
phải luôn luôn duy trì. Vì thấy những đức đi tu mười mấy năm luôn luôn duy trì được cái tín nguyện đó. Nhiều cư sĩ mà thời gian vì gặp Phật pháp còn lâu hơn những đức, mà tại sao vị dễ dao động tâm? Thì vì không duy trì được một tiêu chuẩn. Nên những đức có thường nhắc là tín nguyện niệm Phật là cực kỳ quan trọng. Nên tất cả những vị, ví dụ như mượn chùa chiền đồ này kia tổ chức cho người ta tu, mình phải có một cái quy mô, cái làm việc của chính mình chuẩn. Không được gì thì thôi, được gì thì con làm. Tín nguyện niệm Phật duy trì đúng mục tiêu như vậy thì mình cứ làm. Nếu không mà giết từ từ nó lạc, cái vị luôn thất bại, lạc luôn là thất bại. Nhớ, trong cái cuộc đời này tu hành á, có nhiều cái nó làm mình dễ dao động tâm đó. Thí dụ như mình đi tu, mình tinh tấn mình tu, nhưng con cháu mình nó cũng đi chùa, tự nhiên nó lớn lên, cái tự nhiên có nhiều đứa ấy, nó làm một hai điều sai, bản thân mình nói thấy buồn chán quá, thối tâm bậy. Con người, người ta đến cuộc đời này quý vị, mỗi người nó có góc độ gầy dựng duyên. Có những người từ đây đi đến đây thì thiện, rồi từ đây đi đến đây cái nó ác lại, rồi từ đây nó đi đây nó thiện lại, rồi từ đây đi đến đây nó ác lại. Còn nếu cái người mà thiện căn đầy đủ thì nó bắt đầu thiện, nó thiện luôn 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 luôn. Giống như đi trên đoạn đường, mình may mắn mình đi đoạn đường bằng hoài. Còn có những người thì từng đoạn. Phật Bồ Tát độ sanh các ngài kiên nhẫn lắm, giúp đường chút nào giúp mà. Nên quý vị đừng bao giờ nhìn cái đó mà thối tâm. Có khi con cháu của mình nó học Phật hoặc nó từng ở chùa, nhưng mà tự nhiên nó tu một thời gian nó không tu, nó gì đời. Hoặc có gia đình, đó là duyên nghiệp của nó, mà nó cũng không có tệ như cái người không gặp Phật pháp, đúng không? Mình đừng có đòi hỏi cao quá quý vị. Cái quan trọng là bản thân mình, cái quan trọng là mình nè, là quan trọng nhất. Nhớ, quan trọng là mình. Mình làm sao mình gây dựng được tín nguyện, tín tâm cực kỳ kiên cố. Còn cái chuyện mà con cháu người đó là dẫn bên ngoài thôi, họ có cái tâm ý của họ, họ có cái nghĩ của họ. Nên mình luôn luôn duy trì được cái tín nguyện của mình, kiên cố niệm Phật, đây mới là hay nè. Đây mới là người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mình đi nhìn cái cảnh bên ngoài chi để mình dao động tâm. Mình luôn luôn gầy dựng tín nguyện, những gì thiện việc tốt làm được cố gắng làm, đều là quy hướng cầu sanh cực lạc hết. Không có cái gì cầu ở thế gian này hết. Tín nguyện luôn luôn kiên cố, nhớ Phật niệm Phật, đi đứng nằm ngồi nhớ Phật niệm Phật, nhớ Tây Phương cực lạc. Nghe gì cái là đề xuất niệm Phật liền. Nghe cái là đề xuất niệm Phật liền. Nên ngày nào như thế cũng gầy dựng như vậy mà chúng ta còn giải đãi nó thôi, vừa thôi. Ngày nào cũng nhiệt liệt cực lực hết mình để nhắc nhở mình những điều này, quý vị phải trân quý nha, quý vị trân quý đó. Trong tâm của mình phát một lời nguyện rằng cả đời có niệm Phật không thay đổi. Dù có ai nói một cái pháp gì hay, con vẫn quyết tâm niệm Phật, chỉ có cầu sanh cực lạc. Việc này con làm được. Như bé Liên Tịnh đó, vì học theo đi. Liên Tịnh nó vì học theo đi. Mỗi người chúng ta nên học theo đi. Dù người ta 11 tuổi nhưng mình nên học theo. Không tìm một viên thuốc, không tìm bác sĩ, quyết định niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Công nhận thì hay, phải học theo luôn. Quá tuyệt vời. Nhiều người tu lâu năm của chúng ta có khi thấy mình còn hổ thẹn hơn cháu. Nhiều khi người già rồi mà mình còn lo đủ chuyện, không chịu quyết chí xả cái thân này niệm Phật cầu sanh cực lạc, không quyết tâm một cái để thành công, còn lề rề. Nên bất cứ nơi nào nghe như vậy rồi phải gây dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, vì tin đi,
Niệm Phật có Phật sắp xếp. Nếu vị nhớ ai như là Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc có Phật sắp xếp. Còn người trong chùa thì lợi thế quá lớn. Nhưng mà nó phải có đụng chạm. Vì sao? Vì đoàn thể sống đông. Đã quyết tâm cầu sanh cực lạc rồi thì không có ích kỷ nhỏ mọn, không có hơn thua đấu đá, cũng không có cái chuyện tính toán so đo làm chi cho nó mệt. Tính toán so đo làm chi? Làm nhiều làm ít gì? Anh làm nhiều anh hưởng nhiều, anh làm ít anh hưởng ít. Đối với thiện ác anh làm đều làm cho anh hết, không có làm cho ai chứ. Nhớ trong cái cuộc đời này không có ai làm giùm cho ai chứ vị. Thứ ví dụ như quý vị đi làm công, người ta trả lương quý vị đó. Bỏ công lãnh tiền. Bỏ công nhiều lãnh nhiều, bỏ công ít lãnh ít. Còn nếu như bị bỏ công nhiều mà người ta trả ít thì người ta tự có tội. Cái nhân cái quả nó công bằng lắm quý vị. Nhớ. Cái nhân cái quả nó rất là công bằng. Nên đối với thiện ác mình làm là mình hưởng. Không có ai hưởng giùm mình. Mình làm cho mình, thiện ác gì mình cũng làm cho mình. Không có làm cho ai hết đâu quý vị. Hãy nhớ điều này. Nên cái người mà tính nguyện niệm Phật, cái người nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ rất thường vui vẻ. Thường vui vẻ, an lạc, tự tại. Tại vì cảm giác mình tương lai sẽ được Phật ấy là tiếp dẫn giảng sanh. Mình về cực lạc hạnh phúc biết bao, nghĩ gì tự nhiên, trong lòng vui vẻ, an lạc. Đây là cái quan trọng lắm quý vị. Rất là quan trọng. Nhớ. Ngày nào những đức cũng dành thời gian chia sẻ Phật Pháp để nhắc nhở chúng ta. Chúng ta là có những đức luôn. Hôm qua những đức có chia sẻ cái bài giảng, vị nên mở rộng, chia sẻ rộng ra. Nuôi dưỡng lão có nghĩa là nuôi người già đúng nghĩa, lợi ích cả thân tâm. Bài này mỗi một người nên nghe, làm con làm cháu mỗi người nên nghe. Nghe để mà mình biết thương yêu giúp đỡ cho ông bà cha mẹ. Thì nhớ, dưỡng tâm cực kỳ quan trọng, còn hơn dưỡng thân. Người thế gian không hiểu, cứ cho rằng dưỡng thân là quan trọng. Tâm trạng buồn rồi cái thân này được cái gì? Nhà Đức hỏi vị nè, khi bị buồn thì bị có ăn ngon ngủ yên không? Không. Mà con người ăn ngon ngủ không yên sao vui? Nếu như cái tâm vui là ăn ngon ngủ yên liền, là tức khắc càng tốt. Nên những đức nói quan trọng vô cùng dưỡng tâm. Đối với ông bà cha mẹ tuổi già, phải biết quan tâm, nhắc nhở, thương yêu, giúp đỡ. Già rồi sợ nhất là bị bỏ rơi và cô đơn. Nên mình quan tâm, mình nhắc nhở họ. Có những cái mình nói chút xíu không cần thiết, cần thiết. Đừng bao giờ bỏ một cái nhỏ, coi chừng mắt luôn cái lớn. Con người sống nên quan tâm cho nhau, vợ chồng nên quan tâm cho nhau, ông chủ nên quan tâm người làm công. Mỗi người nên có sự quan tâm nhau. Đây là kết lại một xã hội đại đồng, sống thương yêu giúp đỡ nhau. Đây là một quốc gia tuyệt vời. Lấy từ một gia đình ra thí nghiệm. Một gia đình này toàn là con người quan tâm thương yêu nhau. Một con người đều thông cảm hiểu cho nhau. Trở ngại nhau là điều khổ. Phá hoại nhau là sự khổ. Ông bà cha mẹ làm có tiền mà con cái phá của, tâm trạng này làm sao coi được. Tạo thành một gia đình biết cảm ơn nhau. Quý vị thử thí nghiệm đi. Gia đình này rất hạnh phúc. Dù tiền không nhiều nhưng hạnh phúc rất là nhiều. Có được hạnh phúc. Cái gia đình này có được hạnh phúc như vậy thì vị sẽ nhìn ra từ một gia đình rồi tới một xã hội, rồi thành hình ra một đất nước. Nên có người phải cần được dạy như vậy. Còn một gia đình cực kỳ giàu luôn, tiền bạc danh tiếng lớn, nhưng trong gia đình này mỗi một con người đều chia rẽ, không đoàn kết. Như Đức nói cho vị nghe, cái gia đình này vẫn không hạnh phúc. Không có hạnh phúc. Có nhiều người ở bên Mỹ, người ta gọi điện thoại, người ta nói rằng
sống cái đất nước thì giống như là giàu sang lắm, nhưng tình người lại thiếu. Mọi người đi làm bù đầu bù cổ, xong về tới nhà mọi người ngồi một góc bớn tô cơm ăn, có khi ít bao giờ được ngồi ăn cơm chung với nhau. Vậy thì đâu có gia đình đâu quý vị, đâu có gia đình đâu. Con 18 tuổi đi, cha mẹ khỏi kiếp, nó có quyền. Quý vị coi, mất gia đình, đạo nghĩa càng ngày càng mất đi rồi, đúng không? Nên vì sao chúng ta phải niệm Phật về cực lạc? Chỉ cái thế giới cực lạc là có người thường hội họp, toàn là thiện không mà, quan tâm thương yêu giúp đỡ nhau không mà. Nên một thế giới cực lạc là một thế giới cực kỳ an lạc. Nên chúng ta phải về một cái nơi đoàn thể mà tốt đẹp, hòa thuận, thương yêu giúp đỡ, vui, mình sẽ đến. Một cái nơi đấu đá hơn thua, mình sẽ không bao giờ đến, đúng không? 100%. Mình đi đến nhà ai mà thấy gia đình lộn xộn lu bu, mình đâu có đến đâu, mình đâu có ở. Nhưng mình đi đến nhà ai thấy gia đình người ta hòa thuận, thương yêu giúp đỡ, mình đến. Mình sống ở đó thấy bình an, thấy vui. Như chùa này tại sao nhiều người đến? Vì thấy hòa thuận, có tổ chức, có sự sắp xếp quan tâm lo lắng. Nên cái tổ chức được như vậy nên người ta thích ở quý vị. Vì đến một nơi mà đấu đá hơn thua, ai ở làm gì? Đấu đá hơn thua, ai ở làm gì? Nhớ. Nên mỗi một người chúng ta phải nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Phải gây dựng cái tâm này tín nguyện cực kỳ kiên cố. Cả đời niệm Phật không thay đổi. Quyết chí đời này, chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.